Chào mừng mọi người đã đến với kênh Ký Kỳ Cục của tôi. Thật sự, để mà có thể đề cập đến điều này thì cần rất rất là nhiều dũng khí. Nói với cái tiêu đề thôi, tôi cũng không muốn nữa. Vì như khi mà nói ra là mình thừa nhận với cả thế giới vậy. Nhưng tôi vẫn lên cái content này và sẽ dùng lời lẽ lạc quan nhất, hàm xúc nhất có thể để nói trong video này. Đó như thể hiện nỗi lòng của bản thân. Và tôi tin đó cũng sẽ là tiếng nói chung của không ít người. Ở cái độ tuổi này, ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền thì có một nhóm người khác, có một nỗi lo khác cũng lớn không kém, đó là tóc ngày càng ít đi. Thật không may, tôi nằm trong số ít những người như vậy. Tôi có quyền lựa chọn không? Không, tôi hoàn toàn không có quyền lựa chọn. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ sống với mẹ tôi thôi. Mẹ tôi có thể gọi là một người khá là ưa nhìn. Ba tôi ấy hả? Tôi lạ lắm với chính tiếng gọi ấy. Ông ta chả bao giờ hiện diện ở bất cứ cột mốc sự kiện quan trọng nào của cuộc đời tôi cả. Thứ duy nhất mà ông ta đóng góp được vào tôi ấy, đó là cái đầu hói của ông ta. Đúng vậy, thật không may cho tôi mà. Ngay còn học cấp 3, tôi đã có cho mình một nỗi ám ảnh. Sự vô tư của tôi, theo đó cũng ít dần đi. Làm gì tôi cũng quan ngại hết á. Ngày ấy thì tôi được cô chuyển lên hàng đầu ngồi. Phải gọi là bị mới đúng. Hôm ấy thì tôi cũng vừa mới cắt tóc. Thế là cái đầu của tôi trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của đám ngồi dưới. Sau phút đó, tôi vẫn cố gắng hoàn thành việc lên lớp của mình chứ. Và cũng giờ phút đó, tôi hiểu rất rõ cảm giác bị body shaming. Mãi sau này, khi đã là YouTuber rồi ấy, thì tôi vẫn luôn tự hứa với mình là phải biết tôn trọng người khác. Tôn trọng cả những điểm không hoàn hảo của họ. Còn về đám người body shaming kia hả? Mày lấy cái quyền gì mày miệt thị ngoại hình của người khác? Đem đó là một thứ tiêu khiển, là một chủ đề mua vui. Đem sự khuyến khích của người khác ra là một trò đùa. Mày nghĩ mày làm như vậy rất là tuyệt vời hả? Rất là hài hước hả? Thật ra là rất là vô duyên và ấu trĩ nhé. Không ai trọn vẹn trong nội tâm mà lại đi body shaming người khác cả. Một là bạn không được đón nhận sự giáo dục tử tế. Hai là nội tâm trong bạn có vấn đề, rất khiếm khuyết nhé. Tôi vốn là một người khá là nhạy cảm. Tôi tự ti về chuyện đầu tóc của mình. Tôi luôn tránh vận động mạnh ngoài trời. Mặc dù bản tính của tôi rất là thích vận động. Nào là ánh sáng nè, gió nè, mồ hôi nè, mưa nè. Những cái yếu tố đó đều khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua thôi, tôi cũng bớt xét rùng mình nè. Và nghĩ là lỡ mọi người xung quanh thấy da đầu của tôi thì như thế nào. Bởi từ khi lên đại học ấy, thì tôi cũng luôn thủ sẵn bên mình một cái nón mỗi khi học thể dục. Và tôi cũng không thoải mái mỗi khi những người xung quanh đề cập đến chuyện tóc tai nữa. Mọi người đừng nghĩ tôi làm quá lên. Bạn thử đặt mình vào vị trí của tôi đi, rồi bạn sẽ hiểu. Những đêm mất ngủ nè, cắt tóc đối với tôi dường như là một cơn ác mộng vậy đó. Tôi đã từng khóc luôn ấy chứ. Những thói quen của tôi cũng dần thay đổi. Tôi không còn thích chụp ảnh nè, không thích chạy nhảy nơi đông người nè, không thích tham gia những cái hoạt động thể thao ngoài trời nữa. Cái răng cái tóc là gốc con người. Thực sự thì tôi cũng chỉ mở lòng tâm sự với những người mà tôi tin tưởng nhất. Và tôi tin là họ sẽ không vạch trần tôi. Trong đó tôi nhận về những cái câu như là: con trai con đứa, đừng quá bận tâm, đừng quá nhạy cảm mà, sẽ không sao đâu. Nực cười. Con trai không được quá nhạy cảm. Con trai không được nhạy cảm. Không được quan tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân. Đúng rồi. Đối với các bạn thì đâu có sao đâu. Tóc tai các bạn bình thường mà. Bạn không ở trong hoàn cảnh như tôi thì bạn làm sao mà hiểu được. Trong khi bạn hàng ngày bạn ra ngoài, bạn phải tương tác tất cả mọi thứ để từng ánh mắt của mọi người xung quanh. Thì bạn nghĩ lời khuyên của bạn có trọng lượng đối với tôi không? Đương nhiên thì tôi cũng không phải là mẫu người tiêu cực. Không phải vì thế mà tôi chọn quay lưng với tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống. Tôi vẫn nuôi dưỡng những niềm đam mê của mình. Chỉ khác là song hành với nó thì là cái nỗi sợ ấy thôi. Thay vì tập luyện ngoài trời thì tôi sẽ chọn tập trong nhà. Thay vì tập nơi đông người thì tôi sẽ chọn tập một mình.
Cũng khá là lý tưởng đối với tôi. Tôi cũng nhiều lần tự nhủ, mày vẫn còn may mắn đấy khi mà sinh ra trên đời, có đầy đủ tay chân, có trí óc, vân vân. Tôi cũng nhiều lần cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi còn nghĩ á, những cái câu thần chú cho bản thân như là tôi là như vậy đấy. Bạn hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Và nếu mà hiện giờ chưa có đủ khả năng để mà thay đổi, thì chỉ còn cách mạnh mẽ mà sống tiếp thôi. Tôi càng không phải là mẫu người sẽ ngồi không, không cố gắng làm bất cứ điều gì trong khả năng hiện tại của mình để mà cải thiện tình hình. Hiện giờ thì tôi đang tập cho mình một cái lối sống lành mạnh hơn, những cái bước cải thiện trong năng lực hiện tại của bản thân. Tôi không hứa hẹn gì cả. Chỉ là nếu mà có kết quả khả quan ấy, thì tôi sẽ làm một cái vlog khác cụ thể để hướng dẫn mọi người. Trước đó thì mọi người có thể đăng ký kênh của tôi, nhận thông báo cho những video tương tự. Tôi cũng nghĩ là đã đủ những gì mà tôi muốn truyền đạt trong video này rồi. Một điều tích cực đối với tôi đó là khi mà tôi chọn nói ra ấy, thì tôi sẽ không để nó có cơ hội làm điểm yếu của mình nữa. IG của tôi là Kanshiki. Tôi vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên đó. Bạn hãy comment trực tiếp phía bên dưới về chủ đề mà bạn muốn tôi làm, hay là cảm nghĩ của bạn sau khi xem hết clip của tôi một cách lịch sự. Vì comment của bạn á cũng có thể ảnh hưởng đến một cá nhân nào đó theo một hướng tích cực hay là tiêu cực đấy. Tôi sẽ note lại và tôi rất rất là trân trọng. Cuối cùng, lịch ra video của tôi là vào mỗi thứ ba hàng tuần, 19 giờ tối thứ ba. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe những trải lòng của tôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.